cành rửa rau trời rét. Anh chồng rửa rau bằng đũa giữa trời lạnh khiến Cõi Mạng vừa đồng cảm vừa thấy buồn cười. Không ít lần Cõi Mạng dậy sóng vì những màn vợ bảo chồng không nghe. Nhưng mới đây một anh chồng đăng tải câu chuyện phải rửa rau vào ngày trời rét buốt khiến Cõi Mạng vừa đồng cảm vừa thấy buồn cười. Ai cũng biết thời tiết miền Bắc và một số tỉnh miền Trung hiện tại đang khá giá lạnh. Nhiệt độ có khi xuống tới dưới 10 độ C. Ấy vậy mà anh chồng nhà này vẫn bị vợ bắt phải rửa giùm mớ rau để mang đi nấu canh. Vì rét buốt không chịu nổi, anh chồng phải dùng sử dụng đến một đôi đũa để rửa và vớt rau ra rổ chứ nhất quyết không đụng tay vào nước. Nhìn cảnh anh gắp từng cọng rau mà dân tình không nhịn được cười. Một số bình luận để lại dưới video: trời ạ, lần đầu trên đời mới thấy có người rửa rau bằng đũa. Ông chồng làm màu thôi mọi người ạ, chứ kiểu này chắc mấy ngày rồi, ổng không tắm luôn quá. Phải là tôi thì tôi tống hết vào máy giặt rồi nhấn nút một phát cho xong. Rửa rau đã là gì, rửa bát mới là cực hình ngày giá rét đây này. Công nhận nước xả từ vòi mà ngỡ đâu nước đá lấy ra từ tủ lạnh, ai mà rửa cho nổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.